bạn đã quay trở lại kênh Thu đây. Hôm nay mình làm món đậu hũ sốt Tứ Xuyên. Món này nguyên liệu chính chỉ có đậu phụ và thịt nạc giang thôi. Bạn nào muốn không ăn thịt thì cũng được, chỉ dùng đậu phụ không. Thì món này nó có vị cay nồng đặc trưng, nó quyện cùng với đậu phụ non, mềm mịn, béo thơm, hương vị đậu nành. Vào những ngày trở lạnh thì ăn rất là hợp các bạn ạ. Bạn nào muốn đổi món cho gia đình thì vào làm cùng với mình nhé. Nguyên liệu hôm nay mình dùng là một bìa đậu phụ non này, 150g thịt nạc giang mình đã xay ra rồi. Mình dùng một chút hành tím, chỗ này khoảng 40g các bạn. Mình xay 20g gừng, 20g tỏi, một chút ớt và một chút hành lá. Phần rau mình có một ít nấm rơm, mình cũng thái ra rồi đây. Mình thái ra, nấm rơm mình cũng thái nhỏ ra. Thế rồi thì là một chút nấm hương. Thế gia vị hôm nay mình dùng là hạt nêm nấu là muối nấu súp gà các bạn này. Rồi 2 thìa sa tế, 1 thìa mình đã giã dập rồi. Đây là cái hạt nêm của mình, một chút dầu mè, một chút tương, mình dùng tương bần. Một món này nó cay mà các bạn, mình dùng một ít tương ớt nữa. Tương ớt này là loại tương ớt của Việt Nam đấy các bạn, rất là cay nhá, cay lắm. Đây là một chút ớt này thì đã được xào lên rồi, cái này nó sẽ tạo nên được cái màu rất là đẹp cho cái món ăn. Thế bình thường đây không phải là chính thức kiểu như là original của món Tứ Xuyên đâu các bạn, món đậu hũ Tứ Xuyên đâu. Bởi vì nếu mà đúng ra thì nó, đây là mình fantasy lên theo các kiểu nguyên liệu mà mình sẵn có ở Việt Nam. Thế bây giờ để làm thì đầu tiên mình sẽ thái cái đậu phụ này ra thành những cái miếng tương đối dày các bạn nhé. Cho một tí muối vào nước và mình trần cái đậu phụ này lên. Đây những miếng bằng khoảng cân đây các bạn nhé. Đậu hũ này là đậu hũ non cho nên mình làm cũng phải cẩn thận đấy. Muối. Mình cho nó sôi lên khoảng 1 phút mình sẽ cho ra. Và chuyển sang bên này. Tí sẽ bỏ đậu ra luôn. Cho vào đây khoảng 2 thìa dầu hành các bạn nhé. Các bạn không có dầu hành thì các bạn cho dầu bình thường cũng được, không cần thiết đúng không? Mình có cái dầu hành này là cái dầu mình phi thơm hành ấy. Thế mình cho vào đây. Rồi mình cho cái phần tiêu bắc hạt vào đây, mình sẽ phi thơm lên. Nói chung là đã giã hơi dập thôi chứ không được giã dập các bạn. Phi cho nó thơm lên. Đấy, ok được rồi đấy. Mình sẽ vớt nước ra. Đó, bây giờ mình sẽ phi hành tỏi cho nhỏ lửa, không thì nó lại bắn hết thêm người. Cho hành vào trước các bạn. Cho lên chừng. Tỏi luôn và ớt luôn. Mình muốn cho đồ ăn của mình nó thơm, mình cho một chút rượu trắng vào các bạn. Các bạn không có không sao nhé. Đó.
cho vào đây 2 thìa sa tế các bạn. Một thìa ớt chưng, đây là mình dùng cái loại ớt này đấy các bạn, răm, răm ban lên này, đấy. Nói chung là cái gì nó vừa phải chứ không là cay quá, là nhà có người không ăn được cay là không ăn nổi. Một thìa tương ớt. Đây là cái dầu jejamuen đây các bạn, cái jejamuen. Mình cho vào đây một thìa. Mình cho vào đây cái loại này là tương nếp bần các bạn này, mình không có tương của tàu, tương bản của tàu của Trung Quốc nên mình cho tương này cũng được. Một thìa hoặc 2 thìa cũng được, vừa không đấy, mình chỉ cho hơn thìa để không mình sợ mặn. Đây là bột súp gà đây, mình cho vào đây một thìa cà phê đầy luôn. Tất cả đều cho vừa vừa để tí còn nêm nếm các bạn nhé. Bây giờ mình cho đến thịt băm. Những cái phần gia vị này là các bạn nêm nếm độ mặn như các thứ mặn hoặc là cay cũng theo của gia đình mình nhé. Còn phần chính là mình chỉ có thế là đậu với thịt với một số gia vị như là sa tế các thứ là chính. Đây mình cho thêm một thìa đường này, rồi tiêu tiếp các thứ là những phần chính cái thứ. Còn các, nếu mà các bạn không ăn thịt thì không cần phải cho thịt. Thịt băm ấy, mình cho vào thêm vào đây là một thìa hạt nêm, một thìa cà phê hạt nêm. Nhà mình ít ăn mì chính cho nên mình không cho mì chính đâu. Rồi khi đã được như thế này mình cho nấm vào xào luôn, nấm vào đảo luôn, nấm hương và nấm rơm. Rất là thơm các bạn. Chúng ta đảo cho nó những cái phần này nó xăng và nó quyện tất cả các gia vị vào thịt và vào phần nấm rau ấy. Bởi vì tí mà tofu vào thì không cần phải đun lâu. Đặc trưng của món ăn này là cay. Đấy, mình đun từ nãy mình thấy thế này nó ok rồi, bắt đầu mình cho nước vào. Thì cái nước này mình cho khoảng 350ml các bạn ạ. Các bạn mà bây giờ mình cho nước sôi thôi, các bạn nào mà có nước súp mà
ví dụ nước ninh của thịt ấy, thì các bạn cho vào nó sẽ ngon hơn đấy. Mình sẽ đun sôi lên một lúc khoảng 5 phút, 2 đến 5 phút thì đấy, từ vì thịt của mình nó cũng ngấm rồi, chín rồi. Cho luôn phần tiêu vào, cái phần tiêu mình vừa ấy, với phi thơm lúc đầu đấy. Này các bạn có thể nêm nếm một chút vào xem là đã vừa độ mặn, độ cay của các bạn chưa, và kể cả độ ngọt nữa các bạn nhé. Cái này mình chắc mình cho thêm một chút tương ớt nữa vào, bởi vì mình thấy nó chưa được cay như đúng cái món của nó. Mình chỉ sợ người nhà không ăn được thôi đấy. Được rồi, mình thấy các gia vị như thế là mình thấy phù hợp của mình rồi. Những cái phần cho gia vị vào như này lượng bao nhiêu là chỉ là phần tham khảo các bạn ạ. Các bạn hãy nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nhé. Bây giờ mình cho tofu vào. Tofu vừa đấy mình trần và mình lại tráng qua nước lạnh, nhưng mà rất là cẩn thận các bạn, không là nó sẽ ấy đấy, nó sẽ nát đấy, vì đây là tofu non. Các bạn cứ đun một lúc nhé, khoảng 5-7 phút cho đậu nó thấm vào, nó ngấm đồ ăn, nó ngấm tất cả các gia vị ở trong đây cho nó quyện vào miếng đậu nó mới ngon. Chứ đun, đừng đun một tí mà bỏ ra là không ngon đâu đấy. Được rồi, của mình ok lắm rồi. Lúc này chúng ta nên nếm nếm lại nhé. Đây là cái phần bột năng của mình đây, mình hòa vào cái bát với đường tiêu bắc. Chúng ta sẽ đổ cái này lên. Đấy, cái món của mình nó đã đặc lên rồi, đạt độ đặc và sánh rồi các bạn. Thế là món này của mình đã hoàn thành rồi. Xem nào, mình nếm lại một lần nữa không? Nhưng mà nếm như này cũng là muộn rồi. Vừa rồi bạn, mình tắt bếp luôn và mình rắc hành luôn. Món đậu kho tứ xuyên của mình đã hoàn thành. Món này chúng ta ăn cầm cùng với cơm trắng các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra nhá, để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm của mình. Cẩn thận, múc cẩn thận một chút cho đỡ bị động vào những cái miếng đậu, nó sẽ sợ nó vỡ, để cho nó đẹp thôi. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cực ngon luôn đấy, ăn cơm ngon lắm đấy. Trong đây nó đã có đủ thứ rồi, rau giết các thứ rồi. Thế là chúng ta ăn cơm cực ngon luôn. Rồi, bắt sản phẩm của mình đây. Các bạn ơi, thế là cái món đậu hũ kho tứ xuyên của mình xong rồi. Món này ăn với cơm trắng thì tuyệt vời các bạn nhé. Ôi, mình xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong video này. Nếu các bạn cảm thấy bổ ích hấp dẫn thì xin các bạn hãy chia sẻ với bạn bè và người thân. Cho mình xin một like và đăng ký vào kênh để động viên mình phát triển kênh các bạn nhé. Các bạn nhớ bảo ấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh để sớm nhận được những video, sớm nhận được những thông báo về video mới của mình. Mình xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!